Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube Đại Thành Piano, website daithanhpiano.com. Sau đây Thành sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn cái khóa học solo thánh ca dành cho các bạn mới vừa học các bạn nha. Mới vừa chơi đàn, mới vừa tiếp cận đẹp đàn thánh ca, solo thánh ca, hoặc là các bạn muốn chơi solo những cái bản nhạc thánh ca hay yêu thích thì các bạn học cái khóa của Thành rất là phù hợp luôn. Thì khi vào khóa học nó đơn giản lắm ha. Trên cái website các bạn chỉ cần gõ daithanhpiano.com này ha, rồi bấm cái nút VIP, sau đó các bạn chọn vào cái menu là thánh ca công giáo. Đây là khóa học mới, rất là mới, nóng hổi từ Thành luôn. Các bạn click vào cái nút nó có tên là thánh ca solo piano 1. Đây đấy, mới toanh chưa các bạn? Ở trong này á, các bạn sẽ có cái bản nhạc kèm theo nha, có ghi số ngón tay rõ ràng luôn, tuyệt chưa? Tải về bản đẹp các bạn nha, có nghĩa là rất là rõ ràng. Và trong này Thành hướng dẫn cho tất cả các bạn intro, điệp khúc, tiểu khúc đó. Rồi trong này là Thành vẽ vời lung ta lung tung, có những cái lời nó nhắn nhủ trong này giống y như là cái bài hát Lời Mẹ Nhắn Nhủ luôn ha. Đó, Thành chia sẻ cái kinh nghiệm ráp hai tay, kinh nghiệm học. Và học tới đâu là các bạn đàn tới đó, bảo đảm luôn, chắc chắn 100% nha. Học tới đâu các bạn làm tới đó. Hiện tại là Thành đang làm được 5 bài chưa? Và vừa học có cái sự hỗ trợ từ Thành luôn. Và Thành bảo đảm cho tất cả các bạn, khi mà các bạn học thì chắc chắn các bạn sẽ solo được. Bởi vì tôi đã thực nghiệm trên các bạn trẻ và chị học viên ha. Rồi, sắp tới, đây là cái khóa rất là mới, thành ra là cũng rất là ít người chưa biết. Tại vì bây giờ tôi cũng chưa review đâu, nhưng mà tôi làm sẵn, tôi để đó ha. Đó, các bạn thấy không? Nhìn cái hình thôi là đủ thấy hấp dẫn rồi. Giờ tôi mở thử cho tất cả các bạn nha. Bài gì đây? Cái bài tôi mới vừa làm đi. Đoạn điệp khúc đi, ví dụ như vậy. Thì trong này nó có những cái gì? Đấy, các bạn chỉ cần click vào, mở lên, chờ một chút xíu là xem được thôi ha. Đây, đó, được chưa các bạn? Rồi, trong này là Thành hướng dẫn này ha. Mỗi video nó chỉ tầm dưới 10 phút thôi ha. Thì có nghĩa là xong 10 phút đó thì các bạn đã đàn được một cái đoạn điệp khúc. Được chưa các bạn? Đó, rất là dễ dàng luôn các bạn. Có tay nè, nhìn thấy cái tay rõ ràng không? Đấy, nhìn thấy tay nè. Nhìn thấy bàn phím ảo nè. Nhìn thấy cái nốt nhạc nè. Nhìn thấy bản xiết nhạc ở trên nè, nhìn thấy cái mặt của Thành là đẹp trai dễ sợ luôn ha. Rồi nhìn thấy cái pedal luôn, pedal Thành sử dụng như thế nào là các bạn thấy luôn. Rồi nhìn thấy cái nốt nhạc luôn. Trời ơi, còn gì nữa các bạn? Không còn gì nữa các bạn nha. Nên các bạn đăng ký ngay. Lưu ý, khi các bạn học á, cái giá trị nó nằm ở đâu? Không phải là nó nằm ở video, tất nhiên là nó nằm ở video, nó nằm ở cái xiết nhạc. Được chưa? Bao nhiêu công sức Thành nghiên cứu ra để Thành tạo ra được một cái bản nhạc mà nó phù hợp cho người mới tập, không phải là điều đơn giản đâu tất cả các bạn nha. Được chưa? Và cái giá trị nó nằm ở cái chỗ là Thành sẽ sửa bài cho tất cả các bạn nha. Đó, được chưa? Thành sẽ sửa bài cho tất cả các bạn. Đó, ngón tay các bạn ra làm sao thì Thành sẽ sửa cho tất cả các bạn. Đó là cái quyền lợi các bạn thấy không? Đấy, Thành làm cái xiết nhạc này ha. Đó, được chưa? Đó, nó ngắn, nó dễ tập. Rồi ok, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái khóa học solo thánh ca các bạn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.